Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 52 nhé. Bài 52 ở đây chúng ta sẽ học về Kullo Chogoni, Chôn Phiên thì là Kullo Chogon, đây là cái điều kiện lao động. Kullo cha là người lao động, còn Kullo là lao động. Chogon là điều kiện. Kullo Chogoni, cái điều kiện lao động ấy. Chôn Phiên thì cái Phiên thì ấy thì là thuộc dạng gì đó. Đây là thuộc diện tốt. Cái điều kiện lao động thuộc diện tốt đó là chính là căn cứ trên hợp đồng lao động hoặc là cái điều kiện công ty mà trang bị là mà tức là tốt cho người lao động, ví dụ về lương, về thưởng, về những cái chế độ được nhiều thì đó là điều kiện lao động tốt. Thì mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta hắc xúc mục tiêu chúng ta có là Kullo Keyakso Neyong Burihaki. Đây là chúng ta tìm hiểu Burihata. Burihata là tìm hiểu này về được cái nội dung. Neyong là nội dung. Keyakso là hợp đồng. Kunlo là lao động. À, chúng ta tìm hiểu về nội dung hợp đồng lao động. Thứ hai là Kunlo Keyak Chekelhaki là cái việc ký kết. Keyak là hợp đồng lao động. Tức là hôm nay chúng ta sẽ mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta là tìm hiểu về cái hợp đồng, những cái điều kiện ở trong hợp đồng lao động, và thứ hai nữa là việc ký kết hợp đồng lao động như thế nào. Thì cái ở trong hợp đồng lao động thì chúng ta chú ý đến một số yếu tố đúng không ạ? Đó chính là cái điều kiện chúng ta có phù hợp hay không, thứ hai nữa là mức lương, thứ ba nữa là gì ạ, những cái điều kiện khác ví dụ như ăn ở bên đó thì như thế nào, và cái việc ký kết thì diễn ra như thế nào. Tiếp theo phần hoạt động thì chúng ta có phiêu chun khun lô kế ác sơ chắc sơn ha kỳ. Đây là chúng ta hoạt động, đây là chúng ta tập ghi một cái hợp đồng lao động tiêu chuẩn. Phiêu chun là tiêu chuẩn này, khun lô kế ác sơ là cái hợp đồng lao động này, chắc sơn ha là ghi chép đấy, ghi điền lập hợp đồng lao động tiêu chuẩn. Về từ vựng trong phần này chúng ta có từ vựng phần số 1 đó là Kunlo chogon là điều kiện lao động. Tức là chúng ta ở cái trong điều kiện lao động ở trong hợp đồng ấy thì có những điều kiện gì thì chúng ta chú ý nhá. Tiếp theo là chiop cholcha, đây là thủ tục việc làm, những cái thủ tục làm việc như thế nào, các bước ấy. Trong bô muôn hoa phần thông tin văn hóa thì chúng ta có phiêu chun kunlo kiakser, đây là chúng ta sẽ xem một cái hợp đồng lao động chuẩn theo chương trình EPS là như thế nào nhá. Đấy là cái nội dung của bài số 52 là có các nội dung như vậy, và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu vào phần chi tiết. Đầu tiên là phần hội thoại số 1. Hội thoại số 1 chúng ta nhìn vào bức tranh này ấy, thì Koyong Center là cái trung tâm thuê người lao động, trung tâm hỗ trợ người lao động này ạ. Thì Kunlo Keyakso Kunlo Chogon, tức là chúng ta muốn hỏi về những cái yếu tố này thì chúng ta gọi điện đến trung tâm hỗ trợ người lao động để chúng ta có thể hỏi. Và đây cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ là như thế này ạ. Ivan và Chi Quân, nhân viên văn phòng này ạ. Yoboseo, alo. Annyeonghaseyo, xin chào đúng không ạ? Koyong Hogache, các bạn còn nhớ Koyong Hogache là gì không ạ? Dùng hơi cơ chế là chương trình FPS. Đúng rồi, nó chính là chương trình EPS đấy ạ. À, Koyong Hogache Kunlo Chogone Tehe. À, Tehe đây là về về cái điều kiện lao động trong chương trình EPS đấy. Kungkum han ge isosoyo. Isosoyo là vì có mấy cái. Kungkum hata là tò mò nhá. Kungkum hata là tò mò. À, tôi có, vì tôi có mấy cái tò mò về cái điều kiện lao động trong chương trình EPS. Nè, 어떤 게 궁금하세요? Là bạn đang tò mò gì ạ? Tò mò về cái gì ạ? 근무 시간이에요. Gì ạ? Về thời gian làm việc. 계약서에 있는 근무 시간에만 일하면 되는 거예요?
là gì ạ? Chỉ cần làm nếu mà chỉ cần làm cái thời gian mà có trong hợp đồng thì được phải không ạ? Đây là nếu việc làm ở nếu làm việc ở Hàn Quốc chỉ cần làm việc theo thời gian ghi trong hợp đồng đúng không ạ? Tức là thời gian ghi trong hợp đồng là bao nhiêu chúng ta làm đúng theo từng đó. Nè, bô thông ngân bình thường ấy. Cân mu si gà này man y rên hà miên tuyều. Bình thường chỉ cần làm việc theo đúng cái thời gian làm việc bình thường thôi ạ. Bình thường chỉ cần làm việc như trong thời gian hợp đồng lao động nhá. Kurante thế nhưng y đi bán nâng tê nên là vào cái lúc mà nhiều việc ấy, vào cái lúc khi nhiều việc ấy thì là dân trang cần mù na cái thời gian kéo dài, thời gian làm việc kéo dài. Hiu cần mù rơ hen sui sờ và có thể làm việc vào ngày nghỉ, có thể làm việc vào ngày nghỉ hoặc là thời gian kéo dài, tức là làm thêm ấy ạ, làm thêm hoặc là làm cả vào ngày nghỉ nữa. À kureo à vậy ạ. Yon chang kun mu na hiwin kun mu ga bà này ô là có nhiều cái thời gian mà làm vào ngày nghỉ hoặc là thời gian làm thêm ấy thì có nhiều hay không, nhiều không ạ? Bán chi ả này ô không nhiều lắm. Kuriko il han man khương su tăng ấn patun su isoyo. Su tăng là cái tiền mà gì ạ, lương hoặc là cái phí. Man khương là giống như in han man khương là và đúng không, kuriko là và, in han man khương là bằng cái thời gian, bằng cái thời gian làm ấy thì su tăng ấn patun su isoyo, tức là sẽ nhận được cái lương từ cái lượng công việc mà chúng ta làm thêm, tức là những việc làm thêm và những việc làm vào ngày nghỉ thì chúng ta sẽ được nhận lương, cái này là theo quy định rồi ạ. Và bây giờ từ vựng chúng ta có pop chakuro. Pop chakuro là theo luật nhá. Ine là trong trong khoảng nào đấy, ví dụ như là samin ine là trong 3 ngày nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này ạ, giữa bạn này, hai bạn Ivan và bạn Chikwon này nói chuyện với nhau.52과 근로 조건이 좋은 편이에요. 대화 1. 여보세요? 안녕하세요. 고용 허가제 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있어서요. 네. 어떤 게 궁금하세요? 근무 시간이요. 계약서에 있는 근무 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무 시간에만 일을 하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장 근무나 휴일 근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많아요? 많지는 않아요. 그리고 일한 만큼 수당을 받을 수 있어요. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. 52과 근로 조건이 좋은 편이에요. 대화 1. 여보세요? 안녕하세요. 고용 허가제 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있어서요. 네, 어떤 게 궁금하세요? 근무 시간이요. 계약서에 있는 근무 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무 시간에만 일을 하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장 근무나 휴일 근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많아요? 많지는 않아요.
그리고 일한 만큼 수당을 받을 수 있어요. 어, các bạn đã nghe rõ chưa ạ? 네. 네, bây giờ bạn Hiếu đóng vai là Ipan, còn bạn Trang đóng vai là Chích Quân nhé. 네. 여보세요. 안녕하세요. 고등학교 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있었어요. 네. 어떤 게 궁금하세요? 근무 시간이요. 계약서에 있는 근무 시간에만 일은 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무 시간에만 일은 하면 돼요. 그런데 일이 많은 때에는 연장 근무나 휴일 근무는 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많나요? 많지는 않아요. 그리고 인한 만큼 수당은 받을 수 있어요. 네, 오케이. Bây giờ vẫn đóng vai như thế, chúng ta đóng vai lại một lần nữa. 네. 여보세요. 안녕하세요. 고용허가제 근로자금에 대해서 궁금한 게 있었어요. 네. 어떤 게 궁금하세요? 근무 시간이요. 계약서에 있는 근무 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네. 보통은 근무 시간에만 일을 하면 돼요. 그런데 일이 많은 때는 연장 근무나 휴일 근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많아요? 많지는 않아요. 그리고 인한 만큼 수당은 받을 수 있어요. 네, bây giờ bạn bạn Trang vẫn đóng vai là Ipan, còn thầy giáo đóng vai là Chích Quân nhé. 네, 여보세요. 안녕하세요. 고용허가제 근로자금에 대해서 궁금한 게 있었어요. 아, Trang ơi, cái 네? đầu tiên này, 고용허가제 근로조건. 고용허가제 근로조건에. 응, 이건 뭐야? 근로자, 네? 근로조건에 대해서 궁금한 게 있어서요. 네, 어떤 게 궁금하세요? 근무 시간이요. 계약서에 있는 근무 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무 시간에만 일하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장 근무나 휴일 근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많아요? 많지 않아요. 많지는 않아요. 그리고 일한 만큼 수당은 받을 수 있어요. OK, Trang. Bây giờ mời bạn Hiếu ạ. Bạn Hiếu đóng vai là Ipan ạ. 여보세요. 안녕하세요. 고용허가제 근로조건에 대해서 궁금한 게 있었어요. 네. 어떤 게 궁금하세요?
근무 시간이요. 계약서에 있는 근무 시간에만 일은 하면 되는 거예요. 그예요? 그예요? 네. 네, 보통은 근무 시간에만 일하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장 근무나 휴일 근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많아요? 많지는 않아요. 그리고 일할 만큼 수당은 받을 수 있어요. 네. Thì đây các bạn sau khi đọc đoạn hội thoại này thì chúng ta thấy là gì ạ? Người ta hỏi về cái thời gian làm việc đúng không ạ? Thời gian làm việc thì làm việc như thế nào? Thì cứ làm việc theo hợp đồng là được. Và nếu mà có việc, nếu mà công ty có nhiều việc ấy, thì chúng ta có thể là làm thêm hoặc là làm vào ngày nghỉ. Đấy là theo yêu cầu ạ. Là chúng ta là những người đi làm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học một số cái từ vựng về cái điều kiện lao động nhá. Đầu tiên chúng ta có cái từ vựng là điều kiện lao động, đó là kinh lô cho gơn. Thì chúng ta xem cái phần kinh lô cho gơn ở trong cái tờ giấy ấy, thì người ta ghi số 1 là kinh mu si gan, là thời gian làm việc này. Hưu xích si gan là thời gian nghỉ này. Im cơm là lương ấy nhá. Đây số 3 là lương này. Tiếp theo phần số 2 là Keyakigan. Keyakigan là thời gian hợp đồng hoặc là thời hạn hợp đồng. Chúng ta có thể giải dịch là thời hạn hợp đồng cũng được. Đây là từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2015 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Đấy là thời hạn hợp đồng, thời gian hợp đồng. Tiếp theo là Suokigan. Susup kigan là thời gian thử việc. Nhá. Kun mushigan là thời gian làm việc. Đây từ 9 giờ đến 6 giờ là kun mushigan. Tiếp theo là hyuke shigan là thời gian nghỉ. Và chúng ta có phòng là hyuke shil, đấy là phòng nghỉ. Nhá. Tiếp theo imkum. Im cơm là lương đấy, không phải là ít cơm đâu nhá, mà là im cơm. Các bạn có còn nhớ là ít cơm là gì không ạ? Bạn Hiếu ơi, bạn Trang có nhớ ít cơm là gì không? Ít cơm. Ừ. Chul cơm. Íp cơm, chung cơm, còn nhớ là gì không? Nhập kho xuất kho. Sai. Nhập kho xuất kho là íp cô và chung cô. À, íp cô và chung cô. Đúng rồi. Íp cô, chung cô. Nhập viện là íp quân, thuê quân. Còn cơm đây là tiền. Íp cơm. À. Íp cơm là nạp tiền. Chung cơm là rút tiền. Íp cơm là rút tiền. Nhớ cái bài học về ngân hàng ấy. Yeah. À, tiếp theo chúng ta có Chikubil. Chikubil là ngày trả lương. Chikub là trợ cấp đấy. In là ngày trợ cấp, ngày nhận lương ấy. Chikub Pangbop là phương pháp chi trả. À, phương pháp chi trả thì đa phần bây giờ các doanh nghiệp ấy là đều trả bằng qua thẻ rồi ạ. Nhưng mà nếu làm việc ở Hàn Quốc ở tháng đầu tiên ấy, người ta vẫn trả tiền mặt, bởi vì tháng đầu tiên các bạn chưa có chứng minh thư, cho nên chưa làm thẻ được. Và nhận lương thì vẫn phải nhận, cho nên người ta sẽ trả các bạn bằng tiền mặt. Yeah. Tiếp theo, Amuneyong là nội dung công việc, à, nội dung công việc. Các bạn nhé. Nội dung công việc.
Tiếp theo. Chê công ha tà. Chê công ha tà là cung cấp đấy, cung cấp cho đấy. Ví dụ ăn này, ở này. Đấy, chê công ha tà. Tiếp theo là pu ta ma tà, đảm nhiệm hoặc là trách nhiệm, là đảm nhiệm đúng hơn, giao việc đấy ạ. Xúc xích. À, các bạn nghe thấy xúc xích quen không ạ? Các bạn biết xúc xích ạ? Đây. Xúc xích không phải là cái xúc xích của Việt Nam đâu nhá. Mà đây là xúc, là xúc xô, là ở. Xích là xích xa, là ăn. Nhá. Đấy, xúc xích là ăn ở. Bây giờ các bạn đọc lại giúp tôi cái phần từ vựng của phần bài này. Chúng ta có tổng là 12 từ đấy ạ. Về điều kiện lao động. Mời bạn Trang đọc trước mà. Trang ơi. Kunlo chokon. Keyak kikan. Susup kikan. Kunmu sikan. Hyuke sikan. Inkum. Chikupun. Chikupil. 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 Chikup bangbop. Up mu neyong. Che kong hata. Bù tam ha ta, xúc xích. Cái âm mưu này thì chúng ta đọc là âm mưu nhá. Cái chữ p nó gặp cái m thì nó đọc là m thì em nhá. Âm mưu. Âm mưu nhá. Cái cuối cùng đọc dễ nhất đúng không? Xúc xích. Mày Hiếu ạ. Mày Hiếu đọc từ đầu này. Kunlo chokun. Keyak kikan. Susup kikan. Kunmu sikan. Hyuke sikan. Imkum. Chikupin. Chikup. Bangpup. Ummu neyong. Che kong hata. Putam hata, xúc xích. Ok, xúc xích đọc dễ nhất, xúc xích. Thì ở đây chúng ta lưu ý này, cái điều kiện lao động này ạ, là cái kunlo chokun này, nó bao gồm những cái gì ạ? Keyakigan này, thử việc bao lâu này, thời gian làm việc như thế nào này, thời gian nghỉ như thế nào này, lương bao nhiêu này, ngày nào trả lương này, nhận lương bằng chuyển khoản hay bằng tiền mặt này, đúng không ạ? Nội dung công việc tôi phải làm là gì? À, cung cấp cho tôi bữa ăn hay không? Đấy, nhiệm vụ tôi phải làm là gì? Chỗ ăn ở như thế nào? Đúng không? Đi Hàn Quốc là chúng ta như thế này đấy ạ. Đấy nhá. Và bây giờ mỗi người đọc lại giúp thầy giáo là một lượt nữa về cái điều kiện lao động là cái gì. Đây là tất cả những cái mà chúng ta cần chú ý trên cái hợp đồng lao động. À, đầu tiên, mời bạn Trang ạ. Bạn Trang đọc lại ạ. Kunlo chokun. Keyak kikan. Susup kikan. Kunmu sikan. Hyuke sikan. Imkum. Chi cấp in, chi cấp bang bóp, âm mưu nê dòng, chê công ha tà, bu tam ha tà, xúc xích. xúc xích, bu tam ha tà, chưa đọc xong xúc xích. Ok, mời Hiếu ạ, mời Hiếu đọc lại. Kinh lô cho cơn, kê giác kỳ can, su sức kỳ can, kinh mưu si can, hiu kê si can, im khâm. Chi cấp in, chi cấp bang bóp, âm mưu nê dòng, chê công ha tà, vô tam ha tà, xúc xích. Ok. Đấy nhá các bạn, cái này chúng ta chú ý nhá. Chúng ta chú ý là khi mà chúng ta xem một cái hợp đồng lao động, ví dụ sau này chúng ta thi đỗ chẳng hạn, chúng ta xem một hợp đồng lao động ấy, thì chúng ta chú ý được cái thời gian này, thời gian thử việc có hay không này.
Nếu có thì thử việc trong vòng bao lâu này? Thời gian làm việc từ mấy giờ này? Có nghỉ giải lao không này? Lương bao nhiêu này? Chi-cơ-bin là ngày nào này? Chi-cơ-bang-bớp là chi trả bằng tiền mặt hay là bằng chuyển khoản này? Nội dung công việc là gì này? Tí nữa chúng ta sẽ xem một cái hợp đồng lao động, cho nên là chúng ta sẽ để ý những cái vấn đề này nhá. Tất cả là có 11 cái vấn đề đấy. Các bạn lưu ý. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần luyện tập. Luyện tập ở đây chúng ta sẽ xem ví dụ như sau ạ. 계약서를 쓸 때 khi mà viết hợp đồng lao động ấy, 뭘 확인해야 해요? Là phải kiểm tra cái gì? Thì đây là người ta ghi là 업무 내용을 내용은 잘 읽어보세요. Hãy đọc thật kỹ cái nội dung công việc. Được chưa? Tiếp theo số 2 là 계약서를 쓸 때 khi mà viết hợp đồng lao động ấy, khi mà ký hợp đồng lao động ấy, 뭘 확인해야 해요? Bạn hiểu câu số 1. Trang câu số 1 nào. Này. Cần mưu si can người chan y cơ bố xeo. Cái đấy đọc lại. Y cơ. Này, y cơ. Chan y cơ bố xeo. Đúng không ạ? Ok. Bạn hiểu ạ? Kế học sơ đơn sư tê. Buồn hoặc in hê ra hiểu. Sư sức kỳ ca nên chàng in cơ bố xeo. Đấy, bạn xin giá. Thực tế chúng ta có cả bao nhiêu cái này đúng không ạ? Bao nhiêu cái kiểm cần kiểm tra này. Đúng không ạ? Thời gian thử việc này. Chi cơ bin là kiểm tra ngày nào nhận lương này. Thế bây giờ, kế ác sơ rơn sư tê. Bull 봐야 돼요. Bull 확인해야 돼요. Bull 봐야 돼요. Thì dựa vào cái này chúng ta có thể là 수습 기간에 읽어 보세요. 보세요. 후에 người ta là 잘 읽어 보세요. 야. 거 số 3네. 반 장네. 계약서를 쓸 때 뭘 확인해야 돼요? 임금은 잔 인거 보세요. 네. 안희옥 씨. 계약을 쓸 때 뭘 주의해야 돼요? 주의 알아요? 주의. 수식. 아, 주의, 주의, 주의 알아요? 주의. 주의. 주의 là chú ý đúng không? Chú ý. Cái câu người ta hỏi là khi ký hợp đồng thì chúng ta chú ý đến cái gì? Đấy. Thì là bạn Hiếu trả lời nào? Kế giác khi can ha cô su su khi can ha cô cơm mu si can ha cô yu kê si can ha cô. Nè. Im Hiếu ơi, Hiếu ơi, ở ý dạ. Số 4 này, ở ý số 4 này nó chỉ nói như thế này thôi. Mỗi ấy thôi à? Ừ, mỗi chỗ này. Mỗi xúc xích thôi à? Ừ, xúc xích chế công, giờ bù. Xúc xích chế công, giờ bù. Giờ bù. Ừ. Chào. Bố xeo. Chào in cơ bố xeo. Nè, hoặc là chào hoặc in hay bố xeo. Okay. Mấy cái ví dụ 잘 읽어보세요 hoặc là 잘 확인하세요 thì chúng ta có thể sử dụng giống nhau được mà nhé. Tiếp theo phần số bài tập số 2 ở đây luyện tập số 2 빈칸에 맞는 표현 골라 대화를 완성하세요. Chúng ta lại tiếp tục chọn cái phần đây ạ. Đây ạ, chúng ta chọn để cho vào đây ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ làm luôn. 월급은 언제 받는지 모르겠어요. Các bạn có biết câu này là gì không ạ? Khi à?
lương khi nào đã moru kết sở moru kết sở là mẫu câu nên chi moru khi nào trả lương. Đúng rồi. Cái này dịch như nào ạ? Cái này tôi không biết đúng không? Tôi không biết khi tôi nào biết. Nhận được lương. Nhận được lương, phạt là nhận, nhận. Trả đâu mà trả. Phạt là nhận. Khi nào nhận được lương. Tả là nhận. Ừ. Phạt là nhận. Khi tôi không biết khi nào nhận được khi nào được nhận lương. Kiếc sơ hề sơ. Ở trong cái hệ sơ là ở đúng không? Cái hệ sơ là ở cái, trong cái hợp đồng ấy. Nhá, ở trong hợp đồng ấy. Hoặc in Hebosel, hãy thử kiểm tra xem. Thì không biết khi nào ấy, thì là chi cướp in hay là chi cướp phong bơm? Chi cướp in. Il đúng rồi là ngay trả mà chữ cái bằng bớp là phương pháp trả. Ok, câu 1 chữ cái bin. À câu số 2. What is the reason? 계약서에 있는 것보다 원급이 적게 들어온 것 같아요. À gì ạ? Câu trên của người ta nói là như thế nào đấy ạ? Có ở trong hợp đồng. Ừ. Này so với cô ta là so với cái mà có trong hợp đồng ấy. Thì cái gì ạ? Quân cướp là lương đúng không ạ? Chốt kê. Từ đâu ta là gì ạ? Cứ cắt thay hồ là có lẽ đúng không? Tôi thấy hình như là so với cái mà ở trong hợp đồng ấy thì cái lương ấy là ít hơn, lương vào tài khoản là ít hơn, lương nhận được là ít hơn. Tức là so với cái lương ký trong hợp đồng ấy, thì cái lương thực lĩnh thì được ít hơn. Yeah. Thì tiếp theo là chi cơm은 이른 배우는 cái gì đó 이라서 vì là cái gì đó đang học 그럴 거예요 có lẽ là như vậy. Đang chi cưng y theo học việc. Đúng rồi. Bây giờ đang học việc. Su sức kỳ can. Tô giúp kỳ gan. Tiếp theo, câu số 3. 식사는 회사에서 제공해 주는 거예요. Ăn ấy, bữa ăn ấy,
thì công ty là bữa ăn là công ty cung cấp cho phải không? Có đúng không? Đúng không? 계약에서 누가 cái gì đó 하는 거라고 쓰여 있어요. À, nó đã được viết ở trong cái, vì là được viết ở trong cái hợp đồng rồi. Ai? Dạ. Yeah. Luca. Chi cấp hay là xin chân ạ? Chi cấp. Chi cấp. Ai chi trả? Đúng không? Nó đã ghi trong hợp đồng là ai chi trả rồi. Tiếp theo câu số 4 này. 계약서를 잘 확인해 봤어요? À, bạn đã kiểm tra cái hợp đồng kỹ chưa? À. 잘 확인 là kỹ, kiểm tra, không kiểm tra kỹ. 잘 확인해 봤어요? Bạn đã kiểm tra kỹ hợp đồng chưa? 네. 업무 내용이랑 임금 모두 마음에 들어요. 업무 내용, 내용 là cái nội dung công việc. 이랑 là cùng với. 임금, lương. 모두, tất cả. 마음에 들어요. Tất cả là chấp nhận được. Tốt, tôi rất là hài lòng. 마음 là tấm lòng. 들어요 là 마음. 마음에 들어요 là hài lòng. À, tôi rất là hài lòng. Tôi hài lòng về tất cả những cái điều kiện về lương và nội dung công việc. Cái gì đó chôn cơ các thầy có vẻ tốt, cái gì đó có vẻ tốt thì ở đây chúng ta chọn cái nào là cân lô kế nhắc hay là cân lô chô cơn? Cân lô chô cơn, đúng rồi, cân lô chô cơn chính xác ạ. Cân lô chô cơn, cân lô chô cơn nhá. Thì đây là những cái điều kiện này, đấy, điều kiện lao động này ạ. Ma mê thử rồi là gì ạ? Rất là hài lòng. Ok. Đấy là phần về cái điều kiện lao động thì các bạn đã tìm hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần số 2. Đó là tìm hiểu tiếp một đoạn hội thoại nữa. Theo Hoài Y. Đây là cuộc nói chuyện giữa Son Jang Nim và Ivan. Dạo này suốt ngày Ivan này ạ. Ivan gì? 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? À, cái quá trình chuẩn bị đi làm việc ở Hàn Quốc ấy để diễn ra tốt chứ? 잘 되고 있어요? Đang được tốt chứ? Cơn là cái này, cái việc mà làm việc ở Hàn Quốc ấy thì đang được tiến hành tốt chứ? 네, 운이 좋아서 운 là vận may hoặc sự may mắn nhá. 운이 좋아서 đang may mắn. 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. Vì là may mắn nên là có lẽ là sẽ đi Hàn Quốc nhanh một chút. 조금 là một chút này, 빨리 là nhanh này. 한국에 갈 것 같아요. Có lẽ đi Hàn Quốc nhanh một chút. 지난주에 vào tuần trước 계약도 했고요. Tuần trước đã tôi đã ký hợp đồng rồi. Hoặc là nếu mà nói về với giáo viên là tuần trước em đã ký hợp đồng rồi. 그래요? Vậy à? 근무지는 어디로 정해졌어요? Em bạn được làm việc ở đâu đấy? Hoặc là em được làm việc ở đâu? 근무지 là cái nơi làm việc ấy. Cái nơi làm việc của em đã lựa chọn ở đâu? À, 근무지는 아직 trường he chi anasoyo. Cái địa điểm làm việc ấy thì là vẫn chưa được chọn, chưa được quyết định. Intan은 한국의 산업 인력 공단은 통해 계약은 한 상태예요. 상태 là trạng thái, 계약 한 상태 là cái trạng thái hợp đồng, 통해 là thông qua. Cái sản ấp in lực công gian là cái dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc nhá. Đây ạ,
한국의 산력 아 산업 인력 공단 là dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc. Intan là hiện tại. Tức là hiện tại gì ạ? Hợp đồng với đang ở, ở cái trung tâm phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, chưa biết địa điểm làm việc ở đâu. 그렇군요. À ra là vậy. 그러면 nếu vậy thì 언제쯤 일하는 곳은 알 수 있어요? Vậy thì đến khoảng khi nào? 언제쯤 là khoảng khi nào? 일하는 곳 là cái nơi làm việc. 일하는 곳 là nơi làm việc. 알 수 있어요? Có thể biết. Tức là khi nào có thể biết được cái nơi làm việc. 근무지는 cái nơi làm việc ấy. 한국에 입국한 후 sau khi nhập cảnh Hàn Quốc ấy. 취업 교육은 받은 후에 sau khi là tham gia cái khóa đào tạo về nghề nghiệp. 알려줄 때요. Alia Chuteo là sẽ thông báo cho, sẽ bảo cho, người ta sẽ nói như vậy. Người ta bảo là đây chúng ta Teo đây là nói gián tiếp ấy. Người ta bảo là sẽ cho biết sau khi mà tham gia cái khóa đào tạo về nghề nghiệp sau khi nhập cảnh Hàn Quốc. Đấy. Sau khi nhập cảnh và đào tạo nghề thì người ta sẽ cho biết địa điểm làm việc. Người ta bảo như vậy nhá. Uni jota. Uni jota là may mắn các bạn nhé. Hanguk Sanup Inlyuk Kongdan là dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc. Achik là vẫn chưa. Intan là trước tiên hoặc là hiện tại nhá. Alia Chuta là cho biết. Đây Alia Chuta, Alia Chundeo. Các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này nhé. 대화 2. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. các bạn nghe lại nhé. 대화 2. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. Bây giờ bạn Hiếu đóng vai là Sơn Giang Nim, bạn Trang đóng vai là Ipan. Ipan C. Hàn Quốc nhớ Hà Linh Khơn, Trang. Thế cô ít giờ yếu? Nè, ôn nì chó á sơ, chô cung phát nì Hàn Quốc kê khăn cực cạc thải ô. Chỉ lăn chú ê, kê yạc tô hết cơ yếu. Thế yếu? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요.
그러면 언제쯤 인하는 것은 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. 네, bây giờ chúng ta đổi vai ạ. Mời bạn Hiếu đóng vai là Ivan, mà Trang đóng vai là Xuân Trang Niệm. Ivan gì? Hàn Quốc에 취업하는 건찬 되고 있어요? 네. 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 간 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 아, 인턴은 한국의 산업인 력공담은 통해야 계약은 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 하이는 것은 안 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육은 받은 후에 알려준대요. 네, ok. 좀 các bạn đọc vẫn vất vả quá nhỉ. Cái này nhiều khi những từ vựng này đối với chúng ta nó hơi không quen một tí đúng không ạ? Vâng. Bây giờ nha, bây giờ thầy giáo đóng vai là Sơn Trang Nim, còn bạn Hiếu đóng vai là Ivan nhé. Nè. 혹시 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 간 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 아, 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 인턴은 한국의 산업인력공단은 통해 계약은 한 상태예요. 그렇군요. 상태냐? 상태. 그렇군요. 상태. 그러면 언제쯤 일하는 곳은 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육은 받은 후에 알려준대요. 네, cái 취업 교육 này 받은 후, sau khi nhập cảnh 한국에 입국한 후, thì hai cái việc này sau khi nhập cảnh Hàn Quốc ấy, thì chúng ta sẽ phải học ở một cái trung tâm gọi là trung tâm Cô Lao. Các bạn đã nghe chúng tôi trung tâm này chưa? Cái trang web ấy, cái trang web ấy, của trung tâm lao động ngoài nước nó có chữ là Colab ấy. Thì nó có một cái trung tâm Colab này, nó tập trung tất cả những lao động mà người Hàn Quốc nhận để làm việc ở tại Hàn Quốc ấy, thì đều phải đào tạo chiếc kiêu dục ở tại cái trung tâm này. Thì khi các bạn đến đó thì các bạn sẽ thấy là cả người Mông Cổ này, Philippines các thứ đều tập trung ở đấy đào tạo hết. Nói chung là chúng ta sẽ nói tiếng Hàn với nhau hoặc tiếng Anh. À, mời Trang, Trang đóng vai là Ivan nhé Trang nhé. Nè. Trang xì, Hàn Quốc에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 언니 저 아서 조금 많이 한국에 간 것 같아요.
지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 네. 일단은 한국의 산업인력공단은 통해 계약은 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳은 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육은 받은 후에 알려준대요. 네, 오케이. Thì cái nội dung của cái đoạn này đó chính là cái việc mà gì ạ? Hợp đồng lao động ký rồi. Nhưng mà cái địa điểm làm việc ở đâu thì hiện tại còn chưa biết. Thực tế cái này chúng ta có thể tìm hiểu trên cái hợp đồng lao động mà người ta gửi về ấy, là sẽ có luôn cả địa chỉ rồi chủ lao động là ai, tên là gì và số điện thoại liên lạc công ty như thế nào đều có trên hợp đồng lao động nhé. Và đây chúng ta có chiếc thân tra là trình tự tìm việc. Đây là cái trình tự làm việc đấy ạ. Nhá, từ lúc mà phỏng vấn để vào và cuối cùng là sa thải hoặc thôi việc. Nhá. Đầu tiên là miên chớp vân pô tà. Miên chớp là phỏng vấn ạ. Miên chớp vân pô tà là bạn trực tiếp đi phỏng vấn. Nhá. Tiếp theo là sao chu. Sao chu là chu để chu in đấy. Sao là cái doanh nghiệp. Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đấy ạ. Chủ sử dụng là lao động đấy ạ. Chiếp cha là người lao động. Cái đầu tiên là chúng ta nói là chủ doanh nghiệp của vườn. À, tiếp theo, cô Yung Hara. Cô Yung Hara là thuê. Cô Yung Hara là thuê các bạn nhé. Cô Yung Hara. Chiếu Hara là xin việc. Chiếu Hara là xin việc. Tiếp theo, Keiakun Hara. Keiakun Hara là làm hợp đồng. Ký hợp đồng đấy ạ. Sai Hara. Sai Hara là ký. Hoặc là Sơ Miêng Hara đều là ký. Nhá. Sai In Hara hoặc là Sơ Miêng Hara. Thực tế sign đó chính là chữ phát âm của tiếng Anh ấy. Sign hata, sign. Kunmu hata là làm việc. Kunmu hata là làm việc. Kunmu chi là địa điểm làm việc. Đây ạ. Kunmu chi là địa điểm làm việc. Opche myung. Opche myung là tên công ty. Opche là doanh nghiệp ấy. Myung là tên công ty. Thuê chích hata là thôi việc. Khi mà chúng ta thôi việc không làm nữa thì chúng ta được một khoản tiền tháng 13. Người ta gọi là thuê chích cơm. Nhá. Chúng ta cứ làm việc hợp đồng 1 năm ở bên Hàn Quốc ấy, sẽ được 1 tháng 13. Người ta gọi là thuê chích cơm. Tiếp theo, từ cuối cùng là heko hata là sa thải, đuổi. Và bây giờ chúng ta sẽ, mỗi người sẽ đọc một lượt những cái từ vựng này ạ. Mời bạn Trang đọc trước nhé. Nè, miền chấp bên bồ tà. Sao ấp chù. Chuê ấp cha. Cô Yung Hà Tà. Chuê ấp Hà Tà. Kê Yắc Cơn Hà Tà. Sa In Hà Tà. Sơ Miêng Hà Tà. Cân Mù Hà Tà. Cân Mù Chi. Ấp Chê Miêng. Thuê Chích Hà Tà. Heko hata, heko hata. Heko hata. Trang đọc lại cái chỗ mà người lao động này đọc là gì? Chui up cha. Chui up cha, đúng rồi, chui up cha. Mời Hiếu ơi. Mình chưa phân bộ tả. Sao up chủ. Chuyên ấp trà, cô dông hà tà, chuyên ấp hà tà, kê ra khơn hà tà,
sain hata sermiang hata kinmu hata kinmu chi up che miang thuê chi hata kheo hata kheo hata. Ok, thế hiện tại chúng ta đang là gì ạ? Đang là trước cha hay là sau chu? Trước cha. Trước cha, đúng không? Người lao động, người làm việc. Và chúng ta đang gì ạ? Cân mua hoa đấy ạ, đang làm việc, đúng không? Cân mua chi? Huê xa cân mua chi của Hiếu ở chỗ nào nhỉ? Thái Bình Nghệ Sở. Thái Bình Nghệ Sở, ok. Ok, đấy là phần này. Và chúng ta sẽ vào phần luyện tập số 2 trong phần này luôn ạ. Pinkane, Madden Pien, Kula. Pinkane, Madden Pien, Kula. Kula, theo hóa đơn hoàn sang hà dều. Chúng ta lại tiếp tục chọn ở đây ạ. Thì số 1. Ở tiê sơ, in hà kê tuyệt sơ yếu. Bạn được làm việc ở đâu đúng không ạ? In hà kê tuyệt sơ yếu. Được làm việc. Ở tiê sơ, ở đâu? Thì bạn này bạn nói chăm chỉ mà nhiều, chăm chỉ mà nhiều, à chờ một chút, kế giấc sơ ấy sơ cái gì đó hoặc đi hay vô kiểu tôi sẽ kiểm tra. Thì ở đây là gì ạ? Hỏi về gì ạ? Địa điểm làm việc, cho nên chắc chắn nó là cần mù chỉ, còn cần mù chỉ gan đó là thời gian làm việc. Cái này là số 1, các bạn đúng, cần mù chỉ. Câu số 2, mời bạn Hiếu làm câu số 2 này. Bạn Trang làm câu số 3 nhé, Trang nhé. Các bạn Hiếu làm câu 2 được chưa ạ? Hiếu ơi. Chưa chạy nên mua sơ ya heo. Heo? Iran Sika. Chuy chí khân hà nên salam inika. Iran si ilmun su seo. Nè, hóa ra hiểu không? Chưa chạy nên ở cái chỗ mà chi ấp cha trong cái hợp đồng ấy, có chi ấp cha thì viết phải viết cái gì vào đây? Phải viết cái gì? Ivan Siga là cái bạn Ivan ấy, chi ấp chi trích ul hanen saraminika vì là người đi tìm việc. Ivan si idemen suseo, hãy viết tên của Ivan vào. Tên của bạn vào đây. Đúng rồi, người đi tìm việc chi ấp cha. Câu số 3 mời bạn Trang ạ. Cả chi in ha kê tuê sơ kì bên nì đà yô kì e tà ca sa in ha seo nè cư râm y chê kê yắc kì tà kinh nàn kinh kèo.
gì ạ? Vì làm việc ở đây nên tôi rất vui. Ở đâu á? Đây á. Cùng nhau làm việc. Cùng nhau làm việc nên tôi rất là vui. Vì được cùng nhau làm việc nên tôi rất là vui. Đúng rồi. Nên tôi vui. Tiếp theo. Hãy ký ở đây. Rồi kia ta ra. Thôi miệng sign. Hãy ký đúng không? Nè, 그럼 이제 계약이 다 끝난 걸까요? Là cái hợp đồng bây giờ là kết thúc hết rồi chứ, đúng không? Khi ký hợp đồng là xong rồi, ký xong là xong rồi, bút ra cả cắt tiết rồi. Ok. Câu số 4 ạ. 저도 한국에서 일을 하고 싶어요. 저도 한국에서 일을 하고 싶어요. Là gì ạ? Các bạn. Tôi muốn làm việc ở Hàn Quốc. Nè, tôi muốn làm việc ở Hàn Quốc, đúng không? Tiếp theo, 한국에 먼저 한국 능력 시험은 보세요. Hãy là gì ạ? Hãy tham gia cái kỳ thi đầu tiên. 먼저 là đầu tiên. Hãy thi tiếng Hàn, thi năng lực tiếng Hàn Quốc. Thì đây, 고용 하려면 nếu muốn thuê, 취업 하려면 nếu muốn tìm việc ở Hàn Quốc. Thì cái chọn cái nào ạ? Chiếc hà đi miền. Ok. Chiếc hà đi miền. Ok. Nếu muốn làm việc, tìm việc ở Hàn Quốc. Tiếp theo, chúng ta phần số 2 này chúng ta nối giữa cái từ vựng vào bức tranh. Đầu tiên là Hekuhara. Đây là bị làm sao đây ạ? Sa thải. Sa thải. Sa thải. Trong gì vậy? Sa thải. Mình áp luôn. Cái phỏng vấn này. Cái này hợp tác à? Tiếp không à? Đây. Tiếp theo là ký là gì ạ? Đúng không? Số 2 là ký hợp đồng đúng không ạ? Sai. Số 3. Số 3 là ký là làm hợp đồng. Làm hợp đồng đây này. Sai ha, ta là ký đúng không? Miễn trước bên cô ta là phỏng vấn đúng không? Phỏng vấn. Phỏng vấn. Dễ, dễ. Đây về hoạt động đây ạ. Thì đây là cái hợp đồng tiêu chuẩn của Hàn Quốc đây ạ. Sau đây là hợp đồng lao động tiêu chuẩn. Hãy đọc kỹ và trả lời câu hỏi. Thì các bạn chú ý này. Sai ông cha là người sử dụng này. Là bên CAP. Dạng kiểu bên A, bên B. CAP, UN. Công ty. Ốp trên miêng là công ty. Angukaku. Điện thoại này. Chojichi, Kyungito này, Quangju Si này. Oppo Up này. Shin Hyun Lee này, Inbonji này. Đây là địa chỉ đấy ạ. Chủ sử dụng là Kim Min Su. Số điện thoại đây. Tiếp theo, shop cha là người lao động đấy ạ. Nichanan. Ngày sinh đây ạ. Địa chỉ của bạn này ở đây ạ. Nhá. Và đây là những cái điều kiện bên dưới. Susukigan. Có đây này. Được chưa? Là mấy tháng ạ? 3 tháng đây này. Được chưa? Thời gian hợp đồng ạ. 24개월 là 2 năm đây ạ. Nhá.
Thời gian hợp đồng 2 năm đấy ạ. Chiếp Changsu là địa điểm làm việc này, Hankook Kagu địa điểm đây ạ. Nha. Ömmu Neyong là nội dung công việc. Ướp chung là chi chu ướp, cái ngành nghề là chi chu ướp là lắp ráp chế tạo đúng không? Sao Neyong là những cái nội dung, à, nội dung về cái công ty đó là Kaku chế chắc mít phan mè là chế tác gia cụ và bán. Còn Chikmu Neyong là cái công việc trực tiếp ấy, đó là Kaku Churip và lắp ráp những cái dụng cụ gia đình. Đấy là cái công việc. Được chưa? Thế đây ạ, Phạm Trung Nít Chanan Chie kế yắc nê ông ơn mắt chi ăn cửa sơn Kuruseo là hãy chọn cái không đúng. Mắt chi ăn ơn cơn là cái không đúng. Về cái nội dung hợp đồng của cái bạn là Nít Chanan kế yắc kì gà nâng ý nên ìm đà. Thời gian hợp đồng là bao lâu đấy ạ? 2 năm. Su sub kỳ gan 3 kê won ý mì dà. Thời gian thử việc 3 tháng có đúng không ạ? 3 tháng. Chiếc cha nên Kim In Su Si ý mì dà. Chiếc cha Kim In Su Sai. 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 Kim In Su đây là ai? Sao lại sai? Người thuê. Người thuê. Người thuê. Ok, chiếp cha là người lao động đúng không ạ? Chiếp cha là người lao động. Kagurun mantanen irun halkupsida ankusimida là làm cái công việc là tạo ra cái đồ dụng cụ gia đình. Đúng. Thì cái này người lao động tên là Kim Min Su là sai. Người lao động tên là Nit Chanan cơ mà. Nit Chanan. Đấy, có cái hợp đồng lao động là như vậy. Đây ạ, ở cái hợp đồng lao động chúng ta tìm hiểu thêm về luật này, về lương này, thời gian làm việc này, thời gian hợp đồng này, xem là ăn uống có cái gì không, đúng không? Có tài trợ không? Thì chúng ta đọc ở phần sau này, tôi đã dịch hết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm phần EPS luôn các bạn nhé. Ok.52과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 하고 있습니까? 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 회사에서 식사를 제공해요?
3번. 회사에서 식사를 제공해요? 4번. 어디에서 일하는지 알아요? 4번. 어디에서 일하는지 알아요? 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. 응. 계약서는 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. Chúng ta làm phần đọc hiểu luôn nhé các bạn nhé.
Trang làm xong rồi Trang. Nè. Hiếu xong chưa Hiếu? Đúng rồi. Rồi ok. Cần nghe hiểu câu số 1 chọn gì mấy ạ? Số 1. 1. 1 ok, câu 2. Số 3. Trang chọn câu 3 không đấy? Có ạ. Tô Miêng đúng không ạ? Câu 3 chọn gì mấy ạ? 3 chọn ý 1. 1 đúng không ạ? Câu 4 chọn gì mấy ạ? 3. Câu 4 chọn ý 3 đúng không ạ? Câu 5 chọn ý mấy ạ? Câu 5 chọn ý 2. Làm gì mà chọn to thế? Ăn may hay sao ấy? Trang chọn ý mấy câu số 5 ấy? Trang chọn ý mấy? 2 ạ. Ok, ý 2. Đúng rồi, ý 2. Bạn ấy lo lắng vì cái công ty này trong hợp đồng nó không có ký túc xá. Thì cái bạn trai bạn ấy bảo Isangata. Tức là gì ạ? Khác lạ quá. Bình thường là các nơi đều có ký túc xá. Tại sao hợp đồng này lại không có? Phần đọc ạ. Câu 1 này là gì ạ? Âm môn đê dông. Ý 4 ạ. Câu 2 là chọn ý mấy ạ? 2. Câu 2 đúng không? Đang trả lương. Câu 3 chọn cái nào ạ? Câu 3. Câu 3 đúng rồi. Câu 3 là nam cha là ngày. Chi cướp là chi trả. Và im cơm là lương. Ngày trả lương đúng không? Câu số 4 chọn cái gì ạ? Cân mô xí càng. À đó. Cân mô xí càng cái gì? Âm mô nê yông. Âm mô nê yông. Âm mô nê yông. Là nội dung công việc. Bạn đã kiểm tra nội dung công việc chưa? Tôi là gì ạ? Tôi sẽ làm cái công việc. Tôi sẽ làm việc hái. Hái táo. Hái táo. Hái táo. Hái táo ở nông trại. Nông trại. Nông trang. Nông trang. Câu số 5 chúng ta chọn cái gì ạ? 3. Cần lưu cho gần đúng không ạ? Hay cần lưu kế giác? Ok, những cái điều kiện này giống như là đây ạ, thời cái phương pháp và thời gian chi trả này, lương này, ngày nghỉ này, giờ nghỉ này, rồi thời gian làm việc này, nội dung công việc này, địa điểm làm việc này, rồi gì ạ, thời gian hợp đồng này, những cái đấy là điều kiện lao động. Đúng rồi. Và các bạn sai câu nào không ạ? Ừ, sai hai câu. Ồ, Trang sai hai câu rồi. Trang sai hai câu. Trang sai câu nào đây? Sai câu nghe câu 3 của bên đặt là câu 2 câu 3. Hai câu 3 luôn á. Cái này là im cơm chi cướp đang cha hoặc là im cơm chi cướp il là giống nhau đấy ạ. Chi cướp đang cha khi chi cướp il là giống nhau nhá. Ok, bạn Hiếu sai câu mấy? Em sai hai câu 4. Câu 4 bên đọc nhầm. Câu 4 bên đọc rồi chọn đi mấy đây mà nhầm này. Câu 4 bên đọc chọn cái mô xí cán. Rõ ràng là đọc là hai táo ở nông trại mà lại quay ra chọn cái mô xí cán. Ok, đấy. Nhiều khi là chúng ta là gì ạ? Lỡ một cái mất câu ấy. Ok, buổi hôm nay chúng ta học đến đây nhé. Tuần sau chúng ta lại tiếp tục ạ. Ok, phần này là chúng ta đang học gì ạ? Luật pháp và những cái chế độ lao động, hợp đồng và chế độ nhé. Ok, Sukoseo, chúng ta chào buổi Seo. Chúng ta chào buổi Seo. Anh em Seo. Cảm ơn.